Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Đinh Bắc sớm chia tay giải U23 châu Á. Đinh Bắc chấn thương ngay phút thứ 6 trận ra quân thắng Coes với tỷ số 3-1 sau một tình huống xoa bóng truy cản đối phương. Tiền đạo của câu lạc bộ Quảng Nam đã cố gắng thi đấu nhưng cuối cùng vẫn phải rời sân vì không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Sáng ngày hôm qua, Đinh Bắc đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, chụp MRI. Anh được xác định đã bị tổn thương dây chằng của chân trái và phải dùng thiết bị cố định. Thật buồn khi nhận kết quả và không thể cùng toàn đội chiến đấu cho phần còn lại của giải. Cố gắng thôi là chưa đủ mà cần thêm may mắn nữa. Đinh Bắc đã viết trên story trang cá nhân như vậy, đồng thời cho biết sẽ ở lại để cổ vũ toàn đội. Trong khi đó, một tiền đạo khác của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Quốc Việt thì đang sốt virus. Thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn nên tiền đạo CO2K3 đang bỏ ngỏ cơ hội ra sân ở hai trận đấu còn lại thuộc vòng bảng. Theo đề nghị giải thì các đội không được bổ sung hay thay thế cầu thủ chấn thương ở thời điểm này. Hiện tại hàng công của U23 Việt Nam còn Văn Tùng, Minh Quang, Nguyên Hoàng, Bùi Vĩ Hào. Ngoài ra Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang cũng có thể đá tiền đạo cánh. Ngoài vị trí của Đinh Bắc và Quốc Việt, Việt Nam cũng sẽ vắng trung vệ Ngọc Thắng ở trận gặp Malaysia do án treo giò vì nhận thẻ đỏ. Sau lượt trận đầu tiên thì chúng ta có 3 điểm và hiệu số là dương 2, giống như Uzbekistan, nhưng chúng ta đứng nhất nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần giành tối thiểu 2 điểm cho hai trận đấu tới để chắc chắn vào tứ kết. U23 Việt Nam bất ngờ bị cả Đông Nam Á chế giễu. U23 Việt Nam của chúng ta đã khởi đầu hành trình vào chung kết U23 châu Á với chiến thắng 3-1 trong ngày ra quân. Hoàn thành mục tiêu giành được 3 điểm tối đa, nhưng màn trình diễn của cao trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Trong đó có khả năng phối hợp, gắn kết và đặc biệt là tâm lý của cao thủ. Điều này được thể hiện rõ nhất ở tình huống tranh bóng giữa hai cầu thủ của chúng ta, quân ta tranh quân mình, Văn Tùng và Khuất Văn Khang chỉ ở một. Trong một tình huống tấn công, chúng ta đã có hội rất lớn để ghi bàn, nhưng Văn Tùng và Khuất Văn Khang lại thiếu quan sát và không thông tin với nhau. Sau đó cả hai cùng ra chân dứt điểm. Kết quả là hai cầu thủ đã vướng vào nhau và cơ hội tung ra cú dứt điểm nguy hiểm đã qua đi, còn cả hai bị đau. Pha bóng quân ta đánh quân mình này thì lại khiến cho người hâm mộ U23 Việt Nam một phen đứng hình và nhiều người lại cho rằng khá hài hước. Trong khi đó dư luận quốc tế lại được dịp để chế giễu. Các trang truyền thông lớn trong khu vực Đông Nam Á đều đăng tải lại pha bóng hài hước này của U23 Việt Nam với những lời lẽ tương đối châm chọc Văn Tùng và Khuất Văn Khang. Dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên đến từ Đông Nam Á, đặc biệt là Indo, Thái Lan hay Malaysia đã đưa ra những bình phẩm hài hước, chê trách cao thủ U23 Việt Nam đã thiếu quan sát và quá tham lam cho tình huống mở ra cơ hội ghi bàn. Còn chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn thì cho rằng dù đội đã giành chiến thắng nhưng ông vẫn không hài lòng về cao trò của mình. Trận đấu ngày hôm nay tôi chỉ hài lòng về mặt kết quả. Ở hiệp 1, cao thủ bị tâm lý nên căng cứng, chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất, khiến trận đấu đã diễn biến theo chiều hướng khó khăn. Điển hình nhất là tấm thẻ đỏ vào phút bù giờ của hiệp 1 đã bộc lộ sự căng cứng về mặt tâm lý của cao thủ. Tôi rất tiếc vì điều này, chắc chắn không muốn nó xảy ra một chút nào. Tiền vệ U23 Việt Nam đã có bài học quý giá từ VAR. Chiều ngày 18 tháng 4 theo giờ ở Doha, U23 Việt Nam ra sân tập sau màn trình diễn có thể nói rằng không quá hoàn hảo, nếu không muốn nói rằng còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Sau khi giành chiến thắng 3-1 trước cao thủ của F, tinh thần của toàn đội vẫn ở mức tốt khi báo luyện chủ động tạo ra bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Nhóm cầu thủ đá chính được giảm tải khối lượng tập luyện, trong khi đó thì những cầu thủ đá dự bị tiếp tục rèn quân để nhuần nhuyễn hơn về mặt đấu pháp. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa, người thi đấu rất ấn tượng cho trận đấu với Coes đã cho biết: "May mắn có được kết quả tốt trước U23 Coes đã giúp cho toàn đội giải tỏa được rất nhiều áp lực. Sau trận đấu toàn đội có bầu không khí vui vẻ. Chúng tôi có trao đổi về những tình huống diễn ra ở trận đấu để rút ra bài học kinh nghiệm và có những sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu sắp tới." Khi chia sẻ về tấm thẻ đỏ của người đồng đội trung vệ Ngọc Thắng và bài học rút ra được cho toàn đội, tiền vệ thủ biên chế của câu lạc bộ Bình Dương đã chia sẻ rằng: "Sau tấm thẻ phạt đấy, tôi thấy Ngọc Thắng rất buồn. Cả đội đều đồng cảm với Thắng và động viên cậu ấy rất nhiều. Tiếp tục cố gắng tập luyện, giữ thể trạng cũng như tinh thần tốt để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Đây cũng là điều mà toàn đội luôn khích lệ lẫn nhau mỗi ngày và mỗi ngày một tốt hơn. Huấn luyện viên Anh Tuấn đang động viên chúng tôi rất nhiều." Trước giải đấu, báo luyện đã dặn dò khá nhiều về vấn đề VAR. Đôi khi trong trận đấu thì cao thủ không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào tình huống với tốc độ rất nhanh. Từ những sai lầm, toàn đội đều ý thức được cần phải phát triển bản thân, để ý kỹ, tập trung hơn nữa. Có đó là bài học kinh nghiệm quý giá cho mình. Sau đây chúng tôi xin được tiếp tục bản tin với những kết quả của vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thắng Australia, U23 Indonesia tạo địa chấn tại giải châu Á. Đội tuyển xứ chuột túi được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện của Đông Nam Á về mặt phong độ và kể cả thành tích đối đầu. Sức ép lớn của U23 Australia khiến hàng thủ của Indonesia chao đảo. Phút thứ 23, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm tay một cầu thủ của cao thủ Indo ở ngay trong vòng cấm và đương nhiên phạt đền cho U23 Australia. Dẫu vậy thì thủ thành Ari đã chơi có xuất sắc để cản phá thành công cú dứt điểm của Toure trên chấm 10m, giúp cho Indonesia không bị thủng lưới sớm. Chính pha bóng này đã là chất xúc tác để cao trò huấn luyện viên Sitayang chơi máu lửa hơn, thăng hoa hơn.
Ở các phút tiếp theo, U23 Indonesia bất ngờ tạo ra nhiều cơ hội phản công nguy hiểm và địa chấn bắt đầu từ đây. Trước khi một khép lại, từ một quả đá phạt góc bên phía cánh trái, hậu vệ số 4 Kumar có mặt đúng lúc đúng chỗ, dứt điểm cận thành tung lưới cao thủ U23 Úc, đưa các thủ Indonesia bất ngờ vào nền dẫn trước. Sau giờ nghỉ, đương nhiên U23 Australia đẩy cao tốc độ tấn công, tạo nên sức ép cực kỳ lớn lên cầu môn của U23 Indonesia. Hàng loạt những cơ hội ăn bàn đã bị bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Hernando Ari, U23 Indonesia đã không thể bảo toàn được mảnh lưới. Trong suốt thời gian còn lại, U23 Australia bất lực trong việc ghi bàn, còn đó chấp nhận thất bại 0-1 đầy bất ngờ. Thắng sốc U23 Australia, U23 Indonesia tạm thời vươn lên vị trí thứ hai ở bảng A với 3 điểm sau 2 lượt trận. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những thông tin, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày.